Xin cảm ơn bạn Minh Châu. Đây này, góc này. Đây là hai đứa, hai thằng nhà bóng góc này chưa có. Đấy, thằng này thiếu. Bắt đầu. Hóa Chất Đức Giang là đội phát bóng. Bóng chạm tay chắn ra ngoài, điểm cho Thông Tin. 1-0. Chấm bóng tốt. Bóng ra ngoài, điểm 1-0. Một đội ứng viên trong một ô tô, trong một xe to. Và như vậy là trọng tài đã xác định điểm cho đội Thông Tin. 2-1. Rồi, bóng vạch trắng rồi. Để mình khán giả xem sân không quay phim với mảnh vật đẹp lắm nhá. sân bóng cốt. Sân bóng điểm cho đội thông tin 3-1. Bữa được cái rắn hơn thì mới từ lắm. Sắp bóng ra ngoài, điểm cho đội Đức Giang 2-3. Và phát bóng rất nguy hiểm. Kết thúc điểm cho thông tin 4-2. Và thất bại giống đi rồi. 4 tuổi làm sao đấy được. Chắn bóng thành công. Dứt điểm. Vâng, một bỏ nhỏ rất bất ngờ của đội thông tin, điểm cho thông tin 5-2. Có thứ ở đấy ạ. Tiếp tục là điểm cho thông tin 6-2. Xem đánh còn hay hơn đấy mà. Hay không? Quá hay. Bóng ngoài sân, điểm cho thông tin 7-2. Cái trọng tài là bắt là anh Hùng vào cái cuối sân thì số là 27. Có 27 rồi. Hôm nay đã gặp con quả nào đâu nữa, sẽ làm quả. Trong toàn này, đoán lên mà. Mình làm gì được không? Mình không vào như vậy. Rất tốt. Còn như vậy là điểm cho Hóa Chất Đức Giang 3-7. Cách biệt hiện tại đang là 4 điểm nhanh về đội thông tin. Chắn bóng tốt. Quả nhỏ. Vâng, và như vậy là điểm thông tin 8-3. Số 12 phát bóng. Không có quả nào bên này làm được gì. Ai? Rất nguy hiểm. Rất tốt. Một pha dứt điểm rất hay. Số 17 điểm cho Thông Tin 9-3. Rất hay. Điểm cho đội Thông Tin 10-3. Bạn Trung Sơn ơi, hiện tại thì các đội đang thi đấu tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang nhé. Lót này. Với như vậy là điểm số được rút ngắn xuống cho đội Hóa Chất Đức Giang 4-10. Đang trả tốt đấy, tốt đấy. Cắt luôn Đức Giang luôn, cắt luôn. Rồi. Phát bóng ngoài sân. Điểm cho Thông Tin 11-4. Cắt luôn. Bóng chặn tay chắn ra ngoài, điểm cho Hóa Chất Đức Giang 5-11. Rất tốt. Điểm cho Thông Tin 12-5. Vâng, bước 1 không thành công, điểm cho đội Thông Tin 13-5. Hóa Chất Đức Giang xin được hội ý. Bóng lót là chuẩn đấy. Xem 2, xem 3, xem 6. Cao rồi. Ăn nước nhẹ nhàng. Riêng Thông Tin cũng là. Bạn Minh Nguyễn ơi, sách này là sách đầu tiên bạn nhé. Tỷ số đang là 13 cho Thông Tin và 5 cho Hóa Chất Đức Giang nhé. Pha dứt điểm rất uy lực. Vâng, như vậy là bóng ngoài sân, điểm cho Thông Tin 14-5. Số 2 phát bóng. Có được điểm tỷ. Điểm cho Thông Tin 15-5. 5. Cảm ơn bạn Tâm Nguyễn nhé. Bạn hãy share và like để giúp TT Sport có thêm động lực để làm những clip sau tốt hơn nhé. Điểm cho thông tin 16 5. Đâu lại phải chạy lên đấy. Linh hồn của bóng mà. Chạy lên vị trí đó. Hay quá. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang 6 16. Có như vậy là cách biệt hiện tại bây giờ đã là 10 điểm. Ba sẽ đưa con cháu lại được không thể đập tường. Sân 2. Điểm cho thông tin 17 6. Vâng, một phát bóng nhẹ nhàng nhưng bóng đã chạm tay chắn của đội Hóa Chất Đức Giang và ra ngoài. Điểm cho thông tin 18 6. Chắn bóng tốt. Điểm cho thông tin 19 6. Bạn Thường Nổ ơi, trận đấu đang diễn ra là giữa đội Thông tin Liên Việt Post Bank và đội Hóa Chất Đức Giang nhé. Đội Thông tin trong trang phục màu đỏ và đội Hóa Chất Đức Giang trong trang phục màu vàng bạn nhé. Bước một lỗi. Điểm cho thông tin 20 6. Phát bóng ngoài sân. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang 7 20. Bạn Tường Vy ơi, sau khi kết thúc trận này thì Biên Phòng sẽ đánh luôn bạn nhé. Sau trận này sẽ diễn ra trận Biên Phòng đấu với Thể Công bạn ạ. Chẳng là cứ coi như đi làm ăn kinh tế đi, nó mua chuyển nhượng nhau. Bóng trong sân. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang 8 21. Bỏ nhỏ thành công. Điểm cho thông tin 228. Bóng im. Điểm cho thông tin 238. Không lên tên người luôn. Không lên tên người. Như vậy cách biệt bây giờ đã là 15 điểm. Bóng chặn tay chắn ra ngoài. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang 9-23. Chắn bóng thành công. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang 10-23. Chỉ có số 10 thôi. 15 đấy. Không bao giờ. Dứt điểm tốt. Điểm cho thông tin 24-10. Như vậy là chỉ còn một điểm nữa thôi thì sách 1 phần thắng sẽ thuộc về đội thông tin. 25-10. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang 11-24. Bạn Trần Đức Bách ơi, hiện tại thì kênh TT Sport chưa live trên YouTube bạn nhé. Bạn Hoàng Tường ơi, đây là set đầu tiên nhá. Điểm cho Hóa Chất Đức Giang 12-24. Người cũng đẹp mà. Nhỏ tốt. Điểm cho thông tin 25-12. Như vậy là kết thúc sách 1 thì tỷ số là 1-0 nghiêng về đội thông tin. Không chịu được. Con này á. Ông con này nó nhảy đi cao. Cái 7 đấy mà, 75 sao mà. Nếu thằng ấy nó nhảy bật từ tha. Tưởng như vậy là trẻ. Nhưng mà nhìn lêu ra là phải theo ý đó cơ. Mình thì cứ lêu bừa chứ nhà bánh toàn lêu bừa. Chào chống Bách hiện tại đang chưa có live YouTube nha. Cái điểm đã được ghi cho Thông tin Liên Việt Post Bank, tỷ số hiện tại đang là 1-0. Các bạn ơi, các bạn hãy like, share, live stream giúp mình để mọi người, nhiều người được xem trận đấu hấp dẫn này hơn nha. Không chích được. Đều tay. Trận bóng tốt đến từ Công ty Liên Việt Post Bank, tuy nhiên là trọng tài đã xác định điểm cho Hóa Chất Đức Giang, một đều. Các bạn hiện tại đang là set thứ 2 nha, và set đấu đầu tiên đã kết thúc nghiêng về đội Thông tin Liên Việt Post Bank. Xin chào các bạn nha, từ giờ đến trận chung kết thì fanpage của TT Sport Pro sẽ liên tục livestream những trận đấu hấp dẫn. Điểm cho Thông tin 2-1. Đứa nào ngủ đứa nào sau rồi. Con. Bóng này có một chuyển ngay. Không là công chính như công thủ bên này không được như thế. Sẽ không được như thế. Điểm 4-1. Cảm ơn các bạn đã xem livestream nha. Các bạn hãy like và share livestream giúp mình nha. Cảm ơn các bạn. Thông tin phát bóng. Còn bóng tốt. Tiếp tục là trận bóng tốt đến từ đội Thông tin, điểm cho Thông tin 5-1. Bây giờ bám chắn bên này để bắn lửa cao hơn. Thế thì như vậy chuyện này thì hoặc là đập chồng để tôi chắn xuống. Điểm đã được ghi cho Thông tin Liên Việt Post Bank, tỷ số hiện tại đang là 6-2. Các bạn ơi, các bạn hãy like, share, livestream giúp mình đi, trận đấu này rất hấp dẫn. Mình mong muốn đưa tới trận đấu tới nhiều người xem hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Đúng rồi. Đúng một tốt. Bóng ra ngoài, điểm cho Thông tin 7-2. Bóng vẫn trong sân. Dứt điểm. Tiếp tục là trận bóng tốt đến từ đội Thông tin, tỷ số hiện tại là 8-2. Vâng, cảm ơn 300 bạn đang xem livestream của TT Sport Pro nha. Các bạn hãy tiếp tục like, share giúp mình với. Mình mong muốn trận đấu hấp dẫn này sẽ đến được với nhiều người hơn nữa. Mình coi chết rồi. Đó, ngoài người kia tay thôi. Tiếp tục là điểm cho Thông tin. Tỷ số hiện tại đang là 9-2, cách biệt đã là 7 điểm. Hóa chất Đức Giang xin tạm dừng trận đấu. Nói viên tổ chức bé đập chun hết. Hôm nay qua được trận đấu lại tiếp tục thưa quý vị và các bạn. Bây giờ cái đội này nó có đứa nào nó tính nhất thế nào là nó ra bên này nó nghiên cứu về trận đấu. Vâng, đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Hiện tại thì nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang đang rất đông quý vị khán giả. Dứt điểm. Bóng vẫn còn. Dứt điểm được không? Bóng vẫn còn, rất tốt. Chào mừng Hoài Đức nha. Điều khéo quá. Rất tiếc. Bóng sân thành công điểm cho Hóa Chất Đức Giang 3-9. Điểm tốt, điểm cho Thông Tin 13. Tầm dưới gần chào bạn Hoàn Quản Nguyên nha. Trận tiếp theo sẽ là trận nam giữa Thể Công và Biên Phòng. Mà xem trận này là điểm cho Đức Giang, thì hiện tại là 5-10. Hóa Chất Đức Giang phát bóng. Dứt điểm. Điểm cho Đức Giang 6-10. Chào mừng Trường Nhật, chào mừng Hoài Đức, cảm ơn Hoài Đức đã quan tâm nha. Hiện tại thì mình đã ăn cơm rồi. Và như thế thì mới có sức để tiếp tục phục vụ anh em đam mê chứ. Vâng, bóng đã đặt tay một vận viên bên phía cầu thủ Đức Giang, bên phía đội Đức Giang và bay ra ngoài. Điểm cho Thông Tin 16. Vẫn không chơi được. Bóng vẫn đang tranh chấp. Rất tiếc, đây là một sai lầm từ phía vận viên phía cầu thủ Hóa Chất Đức Giang. Điểm hiện tại là 12-6. Chưa Nhật nhá, không có trận Long An nào cả mà chỉ có trận Biên Phòng, một trận Thể Công thôi. Xin chào bạn Quỳnh Quỳnh. Lúc nào tối kèm chị em đi xem. Đây em bảo anh đi, anh đéo đi. Đi phải xem được rồi. Ô. Ai mà gì. Đi đi. Anh đừng xem. Thông Tin phát bóng. Không nhưng mà cậu đang ở nhà cậu. Nhà cái mấy anh nhà có sợ làm được tốt. Ấy. Hóa Chất Đức Giang số hiện tại là Không, nhưng mà quánh nó phải lên một tí để cho để xem, còn có xem phải không? Không có quả, không có chết thì thôi. Bắt trong. Chào Hòa Tiểu Nhân nha. Vẫn còn. Chết rồi. Cái điểm thành công, điểm cho Thông Tin 13,7. Và Trường Nhật ơi, hiện tại thì bên mình sẽ update lịch thi đấu vào trên fanpage TT Sport Pro nha bạn, bạn nhớ theo dõi trên đấy. Hiện tại thì do công việc livestream đang khá bận nên mình chưa thể nắm hết được lịch thi đấu. Bóng vẫn trong sân, điểm tiếp theo cho Thông Tin 14-7, cách biệt hiện tại đã là 7 điểm. Chào bạn Mục Độ nha. Thông Tin đang vượt trội hơn Hóa Chất Đức Giang. Kìa nóng hết người rồi, nóng hết người đứng ngoài. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Thông Tin 15-8. Thông Tin phát bóng. Bóng ra ngoài. Xin lỗi bạn Phạm Long nha, hiện tại vào đến phòng này thì các đội đều khá là ngang tài ngang sức với nhau nên việc đưa ra dự đoán một trận đấu nó sẽ là điều khó khăn đối với mình. Điểm cho Thông Tin 16-9. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi vào những trận đấu tiếp theo để nắm được và xem cái dự đoán của mình có chính xác không nha. Các bạn ơi, lịch thi đấu vào ngày mai và những ngày tiếp theo thì bên mình sẽ update trên fanpage TT Sport Pro nha các bạn. Tiếp tiếp là những tình huống bóng một không tốt đến từ đội Hóa Chất Đức Giang. Tỷ số hiện tại đang là 17-9 nghiêng về phía bên đội Thông Tin. Cách biệt đã là 8 điểm. Post Bank đang xin tạm dừng trận đấu vào hội ý. Thì mình bây giờ mẹ cứ tự do chứ vừa mình qua chút thôi, sau này qua 2 năm sắp lúc này cũng nhiều thôi, như một hai quả thì cũng được thế. Không, trận đấu lại tiếp tục, hiện tại thì lợi thế đang nghiêng về phía Thông tin Liên Việt Post Bank trong set đấu này với tỷ số hiện tại là 17-12, cách biệt đang là 5 điểm. Và set đấu đầu tiên thì đội Thông tin đã giành chiến thắng. Hóa Chất Đức Giang phát bóng. Tại 13, 17, cái biệt hiện tại còn 4 điểm. Điểm tốt, điểm có cho Thông tin 18, 13. Đúng một. Là một tình huống 4-1 không tốt bên phía câu lạc bộ Hóa Chất Đức Giang. Tỷ số hiện tại đang là 19-13. Điểm hiện tại đang là 14-19. Chân dài này là tôi đi ra. Điểm tốt, dứt điểm tốt. Điểm đã có tiếp theo cho Thông tin. Tỷ số hiện tại là 20-14. Từng hứa vẫn êm bóng nhỉ. Điểm tiếp theo có vẻ khá dễ dàng cho các cô gái bên đội Thông tin. 21-14. Đội Hóa Chất Đức Giang xin ra cuộc trận đấu vô ý. Tất cả cái này như kiểu như mình có bao nhiêu đứa hỏi Nhật mẹ vào giờ rồi, bây giờ chỉ có nói đứa nào đứa yếu vào nó giá cho tinh vào đấy, bắt được vào 3 quả là thì nhô. Cảm ơn gần 300 bạn đã xem livestream của TT Sport Pro. Các bạn có thể like, share livestream giúp mình để chúng mình có động lực tiếp tục livestream thêm nhiều trận đấu từ giờ đến trận chung kết được không ạ? Dứt điểm. Và Chất Đức Giang phát bóng. Tiếp theo phát bóng ra ngoài, điểm cho câu lạc bộ Thông tin. 22-15. Sơ ra ngoài thế là không ổn định. Sơ người ta vọt ra sao sơ chéo biên được không nào? Tâm lý kém. Tiếp theo một tình huống 4-1 không tốt bên phía câu lạc bộ Hóa Chất Đức Giang. Tỷ số hiện tại đã là 23-15. Vậy là đội thông tin chỉ cách chiến thắng trên set đầu thứ 2 bàn thắng. Trước đánh đây hả? Trước đánh tốt đây đây, kém thế à? Bóng vẫn còn. Cứu bóng thành công. Rất hay. Tiếp tục giữ điểm. Rất tiếc dứt điểm ra ngoài, tỷ số hiện tại đang là 24-15. Đây là câu lạc bộ thông tin thì có cách chiến thắng trong set đấu thứ 2, một điểm nữa thôi. Con đấy là bắn hơn bên này phải hơn. Đấy nó đang xô bên kia rồi. Con này đội tuyển rồi, ra rồi. Kinh nghiệm lâu. Tiếp ra. Ôi giời, không muốn một tuổi không lắm. Nửa bên này. Dứt điểm. Trong bóng thành công và vậy là thông tin đã kết thúc trận đấu thứ 2 chiến thắng 2-5. 16. Như con kia đang đập thế nó nửa này phát bánh dọc lên chứ. Đập mãi mà nó đứng trong bèo. Thế nên là phần 2 không thông minh. Không phải không làm được đấy. Biết nếu làm cầu là tiêu chuẩn nhiều. Biết giảm tay. Em chỉ đi sinh hoạt. Ba chắc là 6 thích. Ba chắc là ông thư 9 giờ nghe bên kia. Trận đầu thì xem một cảm ơn các bạn anh em một cái hết cá vào chỗ đèo nào toàn bố mẹ hết rồi con chết nữa mà chung chết kiểu này đấy chủ động mai ăn quả na chết à ông giỏi bạn mua rồi nào mình lên rồi số 1 còn phí thì cái ông ấy cũng không đáng kể thì nó làm hướng dẫn cho 1-2 tháng đưa đi cộng rác với nó đưa người đánh rác. Các ông bảo là đánh thế, đánh mạng thế, mình kiểu như học trên tivi rồi. Trên tivi thì cứ đánh cút, xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sát đấu thứ 3 trong trận đấu giữa hai đội thông tin và câu lạc bộ Hóa Chất Đức Giang. Hiện tại thì tỷ số về C đang là 2-0 nghiêng về câu lạc bộ thông tin. Ở set đấu thứ 3 này, câu lạc bộ thông tin ở phía bên tay trái của quý vị trong màu áo màu đỏ và câu lạc bộ Hóa Chất Đức Giang bên phía tay phải. Đội phát bóng là đội Hóa Chất Đức Giang. Nó cự ly của ông là họ giao chỉ bên tầm mấy thôi là giao chứ. Truyền ai ở đây bất cứ lúc nào người ta sẽ bắt được cái mà truyền hai cả xuống việc của Đức Giang phát bóng. Ở đây nhìn cái này là ở đâu nó cũng chạy ra đến chuyền. Bóng ra ngoài, điểm đầu tiên cho câu lạc bộ Hóa Chất Đức Giang trong set đấu thứ 3. Nó mới biết không cố bóng cho các người kia. Nhiều giờ đấy chân thầy bảo mới thấy chai nước mắm. Điểm cho thông tin một đều. Khi làm thầy thì làm cho sang. Hai nữa là đến năm nay thằng này đến mai nữa đón huấn luyện khác nó huấn luyện. Nếu đón nó huấn luyện viên chiến thuật học được chiến thuật đi điểm. Bóng vẫn còn. Còn libero là nó chỉ ăn Đội bóng thành công. Bóng vẫn còn. Rất hay. Dứt điểm. Một tình huống bóng rất hay giữa hai đội. Vâng, và chúng ta sẽ dứt điểm cho Thông Tin. 1-2-1. Chỉ cứu bóng, nhiệm vụ bao lăng xả. Hai con nói chung là trả lời hai quả này hay hết nè. Sôi động bắn nó chủ động hơn. Có như thế nó mới sôi động, nó khẽ chủ động. Chuyền bóng không thành công, một điểm cho Thông Tin. 3-1. Lúc ngắn lúc dài lúc nửa, lúc nửa giữa lúc nửa hai bên. Không còn là BA3 này. Có chịu. Biên đội Hóa Chất Đức Giang đã có sự thay đổi vận động viên, số 18 vào sân, số 15 ra sân. Và bóng lỗi. Điều bóng lỗi. Điểm cho Thông Tin 4-1. Thế là theo dõi xem là mỗi lần nha, nó còn đấy theo dõi. Pha lỗi một bên phía Hóa Chất Đức Giang. 5-1. Rút kinh nghiệm từng trận đấu. Cái kết quả này 3 thì 1 nó chuyển đây, 2 chuyển đây, 3 chuyển đây. Thế là hết rồi. Phát bóng không thành công, điểm cho Hóa Chất Đức Giang. 2-5. Nó đi gần đây cao thế đúng là cái lủng lủng nhỉ. Những cả tòa. Những người ở đây nhìn thấy đâu đâu. Ngoài cái con này đeo là ngoài. Điểm cho câu lạc bộ Thông Tin 6-2. Ngoài đứng xa mẹ bây giờ. Gì đấy? Dáng bóng tốt, bóng rất trong sân, điểm cho câu lạc bộ Thông Tin 7-2. Nghe rồi. Thế rồi là chống được ai quả anh xem không? Nào. Không có bóng đâu mà đánh rồi. Khán giả đi ông nào. Đấy ông nào đấy. Bắt đi. Điểm cho câu lạc bộ Thông Tin 8-2. Ví dụ bên kia đang thân, bên kia ông không thấp được thì nó lại truyền thấp nhanh. Ngoài. Học đi. Bóng vẫn trong sân. Điểm tiếp theo cho Thông Tin. 9-2. Chào bạn Thương Nổ, hiện tại tỷ số về Séc đang là 2-0 nghiêng về phía đội Thông Tin bạn nhé. Không qua lưới, điểm cho Thông Tin 10-2. Hóa Chất Đức Giang xin tạm dừng trận đấu. Cho lời ra, cho Lam vào, cho nhanh. Nhưng mà xe bên này nó được quý. Rồi này hỏng quả không đều quân đó là tiếp tục. Chào bạn Thường Lũ đánh 5C chạm 3 nha bạn. Người nào chạm 3C trước thì sẽ thắng. Điệp cho ngoài chúng ta 3 người. Cướp bóng thì cái đâu gia đình xong bắt đầu một tuần không có làm từ không đi combo ra thì ông còn như bọn Hoài Đức ơi, nốt trận này còn một trận nam nữa với hai đội Biên Phòng và Thể Công, một trận đấu cũng rất hấp dẫn đấy bạn. Bóng vẫn còn. Uy lực hơn. Vâng, vậy là bóng đã với điểm số như về phía bên đội thông tin 12-3. Xong trận này là Thể Công sẽ đánh luôn nha bạn Thường Lũ. Xong một trận đấu giữa các câu lạc bộ nữ là sẽ đến trận nam. Ba quả hết rồi. Thứ ba là Thể Công không đủ. Sang là cho bóng. Điểm cho thông tin 13-3. Có gì nha bạn Hoài Đức ơi, bạn sắp xếp thời gian theo dõi trận đấu tiếp theo nhé, sẽ rất hấp dẫn đấy bạn. Trận đấu sẽ được trực tiếp trên fanpage TT Sport Pro. Dứt điểm. Bóng ra ngoài, trọng tài đã xem điểm cho thông tin 14-4. Không ngờ là các cháu được cái dáng đẹp. Bóng vẫn còn. Đúng rồi, bọn Mặt Tử Nhân ơi. Dứt điểm. Bóng vẫn còn. Chặt đéo luôn, như là đập vào người. Điểm cho thông tin 15-5. 15-5 đúng từ 5 giờ chưa bị sai, chưa bị lỗi. Càng đúng nữa lại càng được. Mẹ mình đúng cứ tha lên thiên. Học bữa nào bóng kia gần nhỉ. Này con lệch tay ấy còn đau. Bắn ra ngoài biển có cho thông tin 16 năm. Điểm có tiếp theo cho đội hóa cho đội thông tin, cho các bạn đội thông tin 17-6. Bên đội thông tin phá xử lý rất hay. Mà nó đã chuẩn lên 47. Cơ hội mới phải tìm được thôi được rồi, con nhà này. Giờ hiện tại đã là 18-6. Được. Bóng không thành công, điểm cho thông tin 19-6. Còn giúp đánh nhanh thế. Bên ngoài nó đánh thôi. Đấy, nó sẽ biết rằng công chính này ra thôi. Bây giờ đổi khóa đổi được. Liệt của nó rồi, riêng ăn truyền rồi. Không bao giờ nó đập ra. Như anh đọc rồi phát bóng ra ngoài cho Hóa Chất Đức Giang 7-19. Gì đâu nhiều lắm. Chậm vào mấy cái thu được nhất. Không lên được đấy không lấy không được. Chết rồi. Cái tổ chức đánh ngay. Điểm cho thông tin 27. Nó nhảy được. Bóng của nó. Nó sợ luôn. Đấy đấy. Đấy là chuyển bóng. Cái bóng của nó là đá cho Hóa Chất Đức Giang, điểm cho thông tin 21-7. Vậy là câu lạc bộ thông tin kết thúc chiến thắng trong cuộc set đầu thứ 3, chỉ còn có 4 điểm cũng là chiến thắng chung cuộc. Nếu mà thông tin giành chiến thắng trong set đấu này. Điểm tốt của Hóa Chất Đức Giang, điểm cho Đức Giang. Lâu đừng có hai chạy lên. Tâm lý. Mạnh lắm nào. Chắc tổng nào. Có rồi, có rồi. Không được chắc rồi. Ừ. Không cái này mà. Ôi rồi. Tiếp tục là một tình huống chăm bóng tốt bên phía câu lạc bộ thông tin, điểm hiện tại đã là 2-8. Bên này đánh không? Không. Bên này là quánh sau này. Bên kia đứng trong trà đó. Bên này đứng trong trà đó. Bên này đứng trong trà đó. Hiện tại thì bên phía câu lạc bộ Thông Tin là có ưu thế rất lớn cả về điểm số trong xét lẫn tỷ số xét. Tiếp bóng ra ngoài đeo cho Hóa Chất Đức Giang 11-22. Đội Thông Tin xin tạm dừng trận đấu. Thoải mái, thông thả con gì? 11-22. Chiến thuật đấy. Trận đấu tiếp tục. Hiện tại thì điểm số trong set đấu này đang là 22 một nghiêng về phía câu lạc bộ Thông Tin. Cách biệt hiện tại đang lên tới 11 điểm. Điểm tốt, điểm tiếp theo cho câu lạc bộ Thông Tin. Vậy là câu lạc bộ Thông Tin chỉ cách chiến thắng trong set đấu này và chiến thắng chung cuộc 2 điểm nữa thôi. Xin chào bạn Tường Vy, hiện tại đang là set thứ 3. Bóng trong set, điểm hiện tại đang là 24-11. Vậy là câu lạc bộ Thông Tin còn cách chiến thắng chung cuộc 1 điểm nữa thôi. Chào bạn Lê Tuấn, cảm ơn bạn Lê Tuấn đang xem livestream nha. Các bạn đã xem livestream ơi, ngay sau trận này sẽ là trận đấu giữa hai đội Thể Công và Biên Phòng, là trận đấu rất hay của bóng chuyền nam đấy ạ. Vâng, vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Thông Tin và câu lạc bộ Hóa Chất Đức Giang đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía bên đội Thông Tin. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận đấu, và ngay sau đây sẽ là livestream trực tiếp trận đấu giữa Biên Phòng và Thể Công, một trận đấu rất hấp dẫn. Chúng mình sẽ kết thúc livestream để bắt đầu livestream mới nha bạn. Xin chào bạn Phạm Hải, như hiện tại thì tỷ số trận đấu đã kết thúc là 3-0 nghiêng về phía Thông Tin rồi bạn ạ. Có bạn Phương Thảo ơi, trận tiếp theo mình vẫn like nha. Ngay sau đây thôi, sẽ khoảng 20 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Các bạn ơi, mình kết thúc livestream đây, hẹn các bạn vào livestream tiếp theo ngay bây giờ nha. Mình kết thúc livestream để chuyển sang livestream mới để cùng các bạn. Tiếp theo sẽ là trận đấu giữa câu lạc bộ Thể Công và câu lạc bộ Biên Phòng, là một trận đấu rất hấp dẫn. trong buổi tối hôm nay cũng là trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Mời các bạn chuẩn bị đón xem nha.